tàn dư sau bão số 3, một lượng rác thải khổng lồ. Hải Phòng, một trong những tâm bão, đã nỗ lực xử lý rác thải. Đây cũng là địa phương thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn. Từ phân loại rác tại nguồn, rác thải được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng biệt. Một số loại rác từ đó cũng được tái chế. Môi trường vì thế được giữ gìn nhờ vào việc nhân lên những câu chuyện xanh. Chai vỏ nhựa, phao xốp, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí là đệm, gỗ, mái tôn từ các nhà bè bị hư hỏng do bão. Một khối lượng rác khổng lồ sau bão số 3 khiến các thành viên tổ kỹ thuật môi trường, ban quản lý Vịnh Cát Bà hoạt động liên tục, thu gom rác không ngày nghỉ. Bình thường ra đến khi chưa có bão, thì nhiệm vụ chính của chúng tôi chỉ là thu gom và vớt những rác thải trôi nổi do dòng lưu vào, thì cái lượng rác đã lọt vào khoảng từ 5 đến 7 khối trong một ngày. Sau khi bão về thì lượng rác rất là nhiều, thậm chí có những lần lên đến 20-30 khối một ngày. Thế cho nên là chúng tôi đã phải không những tăng ca mà làm thông cả chủ nhật luôn. Và phối hợp với đoàn thanh niên, lực lượng biên phòng, công an các thứ đều xuống hỗ trợ, cố gắng khắc phục bão nhanh nhất. Sau bão thì phát sinh thứ nhất là rác thải sau khi khắc phục hậu quả của bão, như là cây cối đổ gãy, nhà cửa gãy đổ lật mái, đất đá sạt lở, thì chúng tôi đã phân loại rõ ra là những loại rác thải đấy thì chúng tôi vận chuyển vào khu vực trước đây là bãi rác Đồng Trong, còn lại là rác thứ hai đó là cái loại rác thải sinh hoạt do người dân phát thải ra hàng ngày, thì chúng tôi thu gom vận chuyển toàn bộ trên khu vực đảo Cát Bà. Đối với đảo Cát Bà thì đưa vào khu vực khu xử lý rác thải Áng Chà Chà để xử lý theo quy định, còn khu vực Cát Hải thì rác thải sinh hoạt thì chúng tôi vận chuyển vào Lộ Thành. Các cái rác thải tàn dư ở sau bão thì sẽ được vận chuyển về đâu và sẽ được xử lý như thế nào? Chúng tôi đã xác định trong cái kế hoạch là ngoài những cái vật liệu mà nó liên quan đến các cái quản lý nhà nước của các cái ngành khác đã thu gom, thì cái phần còn lại tức là rác thì sẽ được ngành tài nguyên và môi trường với cái sự hỗ trợ giúp đỡ của các cái địa phương, của các đồng chí công an, quân đội và sự vào cuộc tích cực của nhân dân thì thu gom, vận chuyển, và chúng tôi xác định là cái khối lượng sẽ gấp hàng chục lần so với lại cái ngày thường. Và cái khối lượng này chỉ được tập kết tại hai cái khu liên hợp xử lý chất thải rắn của thành phố là Tràng Cát và Gia Minh. Mình sẽ phải có cái kế hoạch để vận hành hết công suất. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, thành phố hiện có 26 đơn vị tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Công nghệ xử lý chủ yếu theo phương thức chôn lấp hợp vệ sinh tại 3 khu xử lý cấp thành phố là Tràng Cát, Đình Vũ và Gia Minh. Phần tái sử dụng, tái chế được xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tràng Cát. Tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tràng Cát, Hải Phòng, những cành cây gãy đổ cuối cùng do bão số 3 gây ra đang được xử lý. Nói chung là khủng khiếp lắm. Ra đường thấy chỗ nào cây nó cũng đổ, rồi là rác bay tứ tung lên, phải tung hết lực lượng ra để thu gom. Thì toàn bộ lực lượng gần 1.500 cán bộ công nhân viên, cũng như là toàn bộ cái lực lượng phương tiện, trang thiết bị của công ty. Ngay lập tức thì chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng của thành phố tiến hành xử lý, giải phóng các cái cành cây gãy đổ, chắn ngang các cái tuyến đường, thực hiện thu dọn, giải phóng rác ra ngoài thành phố. Sau 10 ngày thì công ty môi trường đô thị Hải Phòng đã thực hiện thu gom, vận chuyển, triệt để cái số lượng phát sinh do bão gây ra. Và cành lá cây thì chúng tôi đưa về khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát. Thì tại đây thì rác lá cây ấy, thì chúng tôi chuyển vào để xử lý bằng phương pháp vi sinh để thu hồi mùn hữu cơ. Rác thải cành cây thì chúng tôi đưa vào dây chuyền để xử lý bằng phương pháp nghiền, tái chế. Còn lại các cái loại rác thải khác thì chúng tôi vẫn đang thực hiện chôn lấp mà bình thường. Để nhanh chóng dọn dẹp và xử lý rác thải sau bão, Hải Phòng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong phân loại rác tại nguồn. Chiếc xe thu gom rác này đã gắn bó với chị Vân nhiều năm nay. Khác biệt so với xe thu gom rác thông thường, xe này được chia thành 3 thùng. Thùng màu xanh đựng rác hữu cơ,
thùng màu trắng đựng rác tái chế, thùng màu vàng to nhất đựng các loại rác khác. Xung quanh thùng xe có các móc để treo túi đựng khi thùng đã đầy. Tôi gắn bó với lại cái nghề này là được đi 18 năm rồi, từ năm 2006. Chúng tôi bắt đầu làm ấy, có chủ trương để làm cái này từ năm 2016. Lúc đầu thì đúng là mọi người thì cũng hơi khó chịu, là người ta cứ bảo là nhà bé rồi là đổ làm 3-4 phân, làm 3-4 thùng rác thì người ta cũng khó chịu, nhưng mà vì là kiểu rằng là vì thành phố xanh sạch đẹp nên là có cùng người ta cũng đi vào lề lép, là bây giờ ai ra đổ rác hầu như là người ta cũng không có cái tiếng nữa rồi. Túi ni lông đựng rau để vào thùng rác riêng. Rau thừa sau khi nhặt bỏ vào một thùng rác khác. Thêm các công đoạn khi làm việc nhà. Nhưng với bà Nhàn, điều này là cần thiết cho môi trường hiện tại và mai sau. Tôi thì phân loại rác thải là làm 3 nhóm. Đấy, cái thứ nhất là các loại về hữu cơ là rau dợ đấy thì là chúng tôi sẽ để riêng vào một cái sọt. Đấy, và cái thứ hai nữa là các loại rác thải về coi như là túi ni lông, giấy giếc thì nhà cô để riêng. Còn về cái loại rác thải thứ ba thì là nhà cô coi là chai lọ các thứ nhà cô để riêng vào một túi. Đấy là để những người người ta đi chặt chai đấy thì nhà cô biếu người ta để người ta coi là tái chế. Cả nhà ai cũng làm như thế, quen hết rồi. Thì là chúng tôi cảm như thế là coi là xanh sạch thành phố. Mai kia các cháu đều là được ở coi là cái môi trường rất là trong sạch. Cái loại rác này có khó không bà? Không, chả khó mà. Sao mà khó? Có cái chuyện khó là móc đồ nào ra đồ đấy. Giấy là giấy, rác ra rác. Thế là cho mỗi thứ một túi vào. Thế là được thôi. Bà thấy lợi ích của nó là gì? Thì coi như là nhá, những cái thứ này thì để làm bón phân. Còn những thứ này thì có khi là tái lại là làm ni lông mới. Cả nhà bà ai biết phân loại hay chỉ mình bà biết? Được? Không, cả ông với nhà tôi cũng biết hết. Cả các em, các cháu nó cũng biết hết. Tôi bảo nó là từng ly từng tí một, là những cái thứ nào là rác ni lông thì cháu đúng từng túi cho bà. Các cháu đi vắng thì ở nhà bà đổ. Thế còn rác đúng là cho vào một túi chứ đừng có để nó lẫn. Thì các cháu nó nghe. Còn bà con là vẫn phân loại bình thường như là ai ra đổ rác người ta cũng phân loại làm ba loại chứ không có ai là không làm cả. Tóm lại tinh thần của bà con này vẫn rất là tốt luôn và vẫn triệt để phân loại rác. Thế còn rác nhiều rác ít thì phải tùy thuộc vào cái khối lượng sử dụng của mỗi nhà. Cái quan trọng là ý thức mọi người thôi. Nên làm sao mà sau bão thì phải quay trở lại cuộc sống bình thường và đúng rồi, càng ngày càng phải tốt lên. Nếu mà cần thiết thì mình sẽ lại đi tuyên truyền vận động. Đi tuyên truyền vận động lại cùng với công ty với lại tổ dân phố và phường. Chúng tôi cũng nhất trí là như vậy. Phường triển khai về mô hình phân loại rác là gần như sớm nhất. Đầu tiên thì công tác này thì cũng thực hiện rất là khó khăn tại vì mọi người nghĩ rằng là cái việc rác thải là của công ty môi trường đô thị. Nhưng mà sau khi mà được tuyên truyền, được vận động và tìm hiểu thì cái việc phân loại rác là rất tốt cho môi trường cũng như là tương lai của con em chúng ta sau này. Vì vậy mọi người dần dần hiểu ra và mọi người thực hiện một cách rất là tự nguyện và triệt để. Tổ dân phố cũng tuyên truyền vận động cũng như là biểu dương những người dân mà đã có tinh thần tích cực phân loại rác. Và những hộ mà chưa kịp phân loại thì cũng nhắc nhở. Và nếu mà tái phạm nhiều lần thì sẽ có biên bản để mà ghi nhớ, để cho nhắc nhở cho hành động tốt hơn. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận thì đối với phường Lê Lợi thì trên địa bàn phường là có 6 tổ dân phố và hiện nay thì cũng đang triển khai đồng đều với chính quyền địa phương, thì cũng đang hiện tại là phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể cùng với cả các bác cán bộ cơ sở tổ dân phố để thực hiện tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình một và cho các hộ gia đình nắm được các cái bước để phân loại nó đúng theo cái quy định. Và cái tỷ lệ người dân phân loại rác thải hiện nay thì cũng đã đạt đến 98% rồi. Ngoài cái việc tăng cường tuyên truyền vận động ra thì cũng có những cái biện pháp, nhất là nhắc nhở. Sau đó là nếu các trường hợp mà không thực hiện và chấp hành thì cũng sẽ thực hiện theo cái nghị định 45 của chính phủ về cái công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với công tác về môi trường. Điểm tập kết sau khi thu gom rác tại các khu dân cư. Có thể thấy, các loại rác hữu cơ, tái chế và các loại rác khác được vận chuyển bằng 3 xe khác nhau. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tràng Cát là một trong những điểm đến của các xe chở rác ở Hải Phòng. Bên trong một khu vực xử lý rác thải, nhìn như một nhà máy.
một dây chuyền xử lý rác hữu cơ thành phân bùn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Rác tái chế như túi ni lông, bao bì được phân loại và đóng bánh để bán lại cho các đơn vị có nhu cầu. Vỏ dừa, một trong những loại rác thải lớn ở thành phố biển, cũng được xử lý thành nhiều sản phẩm. Các loại rác thải cồng kềnh cũng được băm nhỏ để phục vụ các mục đích khác nhau. Hiệu quả của việc phân loại rác tại nguồn ngay lập tức được thể hiện rõ rệt. Công ty môi trường đô thị Hải Phòng, chúng tôi thì bắt đầu được thành phố chỉ đạo về việc thực hiện các chương trình phân loại rác tại nguồn từ năm 2016 đến nay. Và đến nay cái quá trình thực hiện cái phân loại rác thì chúng tôi đã thực hiện được 8 năm. Chính vì vậy mà trong 8 năm qua thì chúng tôi được các chuyên gia Nhật Bản cũng chuyển giao các cái kinh nghiệm về thực hiện cái chương trình các chương trình truyền thông cũng như là cách thức xử lý các loại rác thải. Và hai là chúng tôi cũng từ kinh nghiệm của Nhật Bản và chúng tôi áp dụng vào thực tế cách làm của người Việt Nam chúng ta. Và do vậy thì chúng tôi đã có những cái kinh nghiệm nhất định trong cái việc mà truyền thông đến nhân dân. Tiếp tục kế thừa cái việc tỷ lệ phân loại tại các cái đô thị lõi trước đây thì chúng tôi đã có các cái mô hình nhân rộng trên địa bàn thành phố, kể cả đến các cái địa bàn nông thôn trong cái việc mà phân loại, tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi các cái thói quen của người dân và phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cũng như là trách nhiệm của các cái địa phương để cùng vào cuộc trong cái việc mà phân loại. Đến nay, thành phố Hải Phòng đã triển khai công tác phân loại rác tại nguồn đến khoảng 30% phường, xã, thị trấn trên địa bàn. Đây là kết quả tích cực bước đầu, nhưng để duy trì và nhân rộng ra khắp thành phố còn gặp nhiều khó khăn thách thức cần phải giải quyết trong thời gian tới, khi mà mỗi ngày thành phố Hải Phòng đang phát sinh gần 2.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Tại nhiều nơi, việc phân loại rác chưa thành nề nếp, chính quyền vẫn phải cử người giám sát. Bên cạnh đó là các chính sách thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực này chưa thực sự hấp dẫn. Với cái khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thải hàng ngày như vậy, thì thành phố cũng hình dung được là cái áp lực trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng trong cái thời gian tới của thành phố là rất là cao. Vì vậy là Hội đồng thành phố thì đã ban hành một cái nghị quyết, trong đó thì chỉ rõ các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp liên quan đến công tác xử lý môi trường và chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó thì định hình các cái nội dung, mục tiêu cụ thể. Thì đến năm 2027 thì Hải Phòng xác định sẽ xây dựng một cái nhà máy đốt rác phát điện từ cái điện rác sinh hoạt với cái công suất là 1.000 tấn một ngày. Đưa ra cái mục tiêu là sẽ đóng cửa hết các cái bãi rác tạm tại các cái huyện và dần sẽ khôi phục cái môi trường của các cái bãi rác này, tạo điều kiện cho cái môi trường thành phố được trong sạch, nâng cao cái chỉ số cạnh tranh của thành phố trong lĩnh vực môi trường về các cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Đều đặn mỗi ngày, những hành động nhỏ của mỗi gia đình, mỗi người dân trong phân loại rác tại nguồn đã góp phần bảo vệ môi trường. Những câu chuyện xanh vì thế cần được nhân rộng. Cũng có mệt nhọc, cũng có niềm vui. Được đi đến những cái điểm thu gom rác này là gặp chị em cùng trao đổi về những cái vấn đề về rác hữu cơ này. Từ những cái hành động cụ thể nhỏ nhoi của mỗi một người thì lan tỏa đến cộng đồng cũng như là lan tỏa đến những người dân ở trên thành phố cũng như là trên cả nước để mà chung tay hướng về môi trường. Mong muốn chỉ 100% là người dân cứ ai ra đổ rác là người ta phải trách nhiệm, người ta phải làm để góp thành phố xanh sạch đẹp thôi. Niềm vui trong công việc của tôi cũng chỉ mong muốn và nhỏ bé đến mức như thế thôi thì là tôi đã vui lắm rồi.